Hey yo anh em, thì hôm nay mình có một cái clip chia sẻ đến cho anh em một cái sản phẩm mình custom từ Luffy đó, trước time skip, và mình đã custom thành Luffy Gear 5. Sau khi đọc chap 1044 và 1045 xong và thu thập những cái thông tin từ bộ truyện, thì mình đã đưa ra được một cái kết luận về cái đấy là cá nhân mình về cái trang phục và cái kiểu tóc rồi cái trạng thái của Gear 5 của Luffy, và ngay lập tức là mình đã custom ra một cái sản phẩm như thế này. Thì em có thể thấy này, đây hoàn toàn là mình đã custom và gần như là hoàn thiện đấy, em thấy không, nó chưa được hoàn hảo lắm nhưng mà thực sự là nó cũng rất là ưng ý của mình rồi. Có thể nói là cái chi tiết của con cũ ấy, nó không được kiểu như là không được già dặn cho lắm, trông nó hẳn còn non trẻ, tại vì đây là cái mô hình Luffy trước time skip đó. Nhưng mà nó lại có một cái màu da và một cái tư thế rất là phù hợp, rất là đẹp để cho mình có thể custom thành một cái dạng Gear 5 như thế này. Thì dạng Gear 5 thì anh em có thể thấy này, trước tiên là cái bộ tóc của nó, làm bộ tóc nó biến thành một cái dạng màu trắng, kiểu như trắng ánh, trắng trắng điện đấy đó. Và bộ quần áo thì theo lời của Yamato cũng nói là tóc và quần áo cũng chuyển thành màu trắng hết, cái đai thì vẫn là màu 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 tím này, và đặc biệt là cái có một cái làn khói nó cuộn quanh vai như này, đây có thể thấy không, chi tiết của đây là chi tiết của con Luffy đấy, trước và sau rất là đẹp. Ok, anh có thể thấy không?